ba Phú Kết nhỉ? Đúng rồi. Hiện tại là ngã ba Phú Kết là đang bị tắc đường. Thời điểm 6 giờ 15. Vải rất nhiều. Vải biển vải luôn. Các con sông con suối là đang chảy về khu vực ngã ba Phú Kết, Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vải rất là đẹp. Đây vải này đang có giá 20.000. Đang đợi vào cân đây. Biển vải. Cực kỳ đẹp luôn. Vẫn tắc và rất tắc. Vải đông quá. Tầm 20 úp xọt thôi. Vải rất là đẹp. Người đẹp vải đẹp nên là đi bán lúc nào giá cũng cao. Đây hiện tại ở khu vực ngã ba Phú Kết, Biên Sơn. Đấy, đang tắc tầm 30 phút trở về đây rồi. Rất là nhiều vải. Đã 14 rồi còn không chiến thì còn lúc nào mới chiến. Đi cho nó có bạn đi. Đặt được đúng là. Vẫn tắc đường nha mọi người, vẫn tắc đường bình thường. Đấy, cảnh đi bán vải rất là khó khăn, vất vả của người nông dân. Nhất là những lúc tắc đường như này. Này có giá là 10.000 đây. Vải này 10.000 nó còn đuổi ra thì vải mình thì bán được bao nhiêu? Chết rồi.